À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay bên em mới về được một dòng dây nguồn, nó là dòng Furutech, mã của nó là 3TS862. Cái dòng này thì hiện tại bên em chỉ về được duy nhất một sợi nha các bác, duy nhất một sợi trên màn hình của các bác thôi. Đấy, dòng dây nguồn đấy của Furutech. Rồi, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác thể liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia. Bên em ra ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đó, các bác nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán tiền cho nhân viên giúp em nha. Rồi, thì trước khi đến với cái dòng dây nguồn này thì đây em cũng đã có tìm tham khảo cho tất cả các bác rồi. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Đó, Furutech, đó, FP3TS862. Đây, các bác nhìn chưa? Đó, thì cái dòng này á, thì hiện tại Việt Nam mình là cực kỳ là ít và hầu như là không có nha các bác. Đấy, dòng này là hôm nay bên em mới đấu giá duy nhất được về một sợi. Đó. Đấy, duy nhất một sợi thôi. Đấy, các bác nhìn này, giá trên đó giá tương đương với khoảng tầm 600 đô nha các bác. Đấy, 600 đô. Đó, đây các bác nhìn này. Bên đó thì người ta thi công một cái đầu rắc khác. Đó. À, các bác nhìn này. Đấy, bên này là người ta thi công rắc khác, còn rắc của bên em là về được đầu rắc nguyên bản của Furutech nha. À, các bác nhìn thấy chưa? Em kéo to các bác nhìn này. Đó, FP3TS862. Đấy. Cái dòng dây nguồn này. Đấy, các bác nhìn này. Đó, những trang mạng nước ngoài nó mới có nha các bác. Còn ở Việt Nam mình là hầu như là không có đâu. Này, em quay một số mẫu khác ở bên nước ngoài này. Đấy, các bác nhìn này. Đó. Đấy. Đây là dòng này là dòng khác, là dòng này là dòng 762, nó là dòng đời thấp hơn. Còn cái dòng cao cấp như nó là cái dòng này, 862. Hàng này thì bên em về được đúng một cặp rồi thôi, đúng một sợi để các bác nhìn trang web của nước ngoài nha. Ở Việt Nam mình không có, tại vì hàng này là em mới đấu giá và hàng sách tay 100% nha các bác. Đấy, hàng nguyên bản. Này, đây, bây giờ em sẽ quay chi tiết cái sợi dây nguồn cho các bác xem này. Đấy, các bác nhìn nha. Đây. Furutech OFC. Đó. Này, FP3TS862 này, Furutech này. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Dây này nó có chiều dài là 1 mét nha các bác. Đó, đầu rắc của nó thì được lên cái đằng bằng đầu rắc của Furutech luôn. Đây, đầu rắc của Furutech, đầu rắc carbon. Đấy. Hàng này thì bên em về được đúng một sợi duy nhất thôi chứ không có về được nhiều. Đây, các bác nhìn này, một sợi của nó đây. Trên tay em đang cầm chính là một sợi Furutech. Hàng cực kỳ hiếm nha. À, những cái dòng dây như thế này là các bác chỉ có xài được những cái con đời cao thôi, những dòng giá bình dân thì các bác không xài được. Đấy, và một cái sợi dây nguồn Furutech FP3TS862 như thế này. Đó, giá bên em đang bán các bác là 12 triệu đồng nha. 12 triệu một sợi như thế này và chỉ có duy nhất một sợi nha. Đấy, còn những cái giá bên nước ngoài á thì nó vẫn là cao hơn một chút. Đó, nó khoảng 14 đến 17 triệu thì nó là tùy lơi. Đấy, tùy lơi người ta bán. À, dây của em thì cũng nó cũng dài 1,5 mét thôi. Đấy, các bác nhìn. Các bác nhìn nha. À, đó. Nó cũng là đầu rắc của nước ngoài này. Dây của nước ngoài lên này. Đó. Bên em về được hàng nguyên bản. Đấy, đấu giá được đúng một sợi này ở bên Nhật về. Nó là hàng mà hàng này là bên cũng có một ông đó là ông cũng đã xài rồi. Đấy, ông ấy bán thì bên em đấu giá được với sợi này về. Chỉ có một sợi thôi, không có nhiều. Cực kỳ là chất lượng, cực kỳ là hiếm nha. Những cái dòng này là chỉ dành cho những bác nào mà có điều kiện để chơi được những cái dòng dây nguồn Furutech như này thì mới dám chơi thôi nha. Đó. Còn để nói cái chất âm thằng này thì các bác biết rồi, không thể nào mà so sánh được bởi cái giá tiền của nó rất là tốt. Dòng này thì nó chỉ sau cái thằng limited của thằng này, mã đời cao nhất Furutech bây giờ nó ra ấy, thì nó chỉ sau cái đời đó thôi. Đấy, còn cái thằng 8 FP3TS862 như thế này. Đấy, thì hiện tại là nó cũng đang đứng nhì bảng rồi. Đấy, nhìn những dòng dây, sợi dây nguồn như thế này. Đấy. Bảo hành cho các bác là chính hãng trọn đời cho các bác chơi nha. Cực kỳ hiếm. Đó, ở Việt Nam mình là hầu như là không có đâu. Đấy, chỉ có những trang mạng đấu nước ngoài thì các bác mới về được thôi. Chứ bên Việt Nam mình là các bác không thể tìm được. Đấy. Không thể có. Cực kỳ là hiếm cái dòng dây nguồn như này rồi. Các bác nhìn sợi dây nguồn đó. Đấy, thì hôm nay bên em về được cái mẫu dây nguồn này.
đấy thì chỉ có một sợi. Thì những bác nào có nhu cầu chơi và sưu tầm đấy thì các bác có thể sử dụng những dòng dây nguồn cao cấp như thế này, thì trực tiếp alo cho em qua hai số điện thoại trên màn hình. Bên em sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán tiền cho nhân viên giúp em. Rồi thì Vi Cường Audio xin kính chào và hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.